Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi Hugo xin chào 500 anh em. Tôi và Tiến chào 500 anh em. Tôi rất chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì mình nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn bảo mình anh ơi anh làm cái món gọi là tép nhảy của Tây Bắc đi. Nhưng mà mình thì mình đi kiếm tép nhưng mà không có. Mình bây giờ chỉ có thể kiếm được con tôm thôi các bạn ạ. Kia mình đã chuẩn bị được 2kg tôm. Tôm thì thôi chỉ bằng thế này này. Thì một lát nữa anh em mình sẽ làm món gọi là gỏi tôm nhảy các bạn ạ. Thì tôm nhảy là bản quyền của mình các bạn nhá. Món này của mình không biết là có ăn ngon hay không nữa. Nhưng mà dù gì thì mình đã mua nó về rồi và sẽ thay vào cái món tép nhảy đó thì mình sẽ làm cái món tôm nhảy. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem số tôm đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là 2kg tôm của mình các bạn ạ. Bởi vì ở chợ ấy, thì họ bán là những cái con tép. Mình rất muốn mua những cái con tép nhỏ nhỏ ấy, nhưng mà ở chợ thì toàn tép chết thôi. Nếu mà muốn mua được những loại tép đó thì rất là khó, nên mình đã quyết định thay vào tép thì mình sẽ dùng số tôm này các bạn ạ. Thực sự là tôm hiện tại còn đang rất là tươi, mình còn đang cắm máy sủi cho bọn này nó còn sống các bạn ạ. Bởi vì mình mua từ sáng, có một số con yếu quá nên đã chết rồi. Đây các bạn ạ, đây, đây những con này thì còn sống rất là tươi luôn này. Các bạn nhìn thấy nó đang bơi không? Đó, còn bên này thì mình đây là chuẩn bị số nguyên liệu để anh mình có thể làm được món gỏi tôm nhảy đó. Thì ở đây là có ớt này, rồi hành này, chanh, rau thì tía tô này, rồi rau húng này, rau răm rất là nhiều luôn. Thì một lát nữa thì anh mình sẽ đi chế cái nguyên liệu để anh mình làm cái món gỏi đó. Đấy. Hả? Em đói quá, chưa được ăn gì. Chưa ăn gì à? Đang có tôm sống ăn tạm rồi. Được. Đằng nào tí vẫn ăn tôm sống à? Ủa? Nhảy thử con trong nào đấy. Tôm nhảy đấy. Trời ơi, con sống rồi. Ờ, sống rồi. Cá. Cá luôn. Tí anh mình ăn vậy mà. Ăn thưởng thức trước cho biết. Mời tất cả các bạn nha. Thấy như nào? Ngọt lắm. Thế thì một lát nữa nhá, một lát nữa còn có mấy cái rau này rồi pha nước chấm những thứ thì ăn còn ngon nữa cơ. Bây giờ anh mình sẽ đi làm nguyên liệu để chuẩn bị cho cái thau tôm nhảy coi như mình các bạn nhá. Để hành khô thơm và ngon hơn thì anh mình phải mang đi nướng quả các bạn ạ. Nướng cho kiểu như chín đi tí nữa ăn nó không còn hắc nữa ấy. Em xem nướng sao anh thấy lửa nhỏ quá kìa. Kỹ thuật nướng hành của Tiến vẫn còn kém các bạn ạ. Nướng cả cái vỉ hành kia mà cho củi lửa kiểu tiết kiệm củi ấy. Độc có cháy chóp chóp kia, nướng không biết bao giờ mới chín được chỗ hành khô này đây. Hả? Nhà thì chuyên làm kiểu làm bánh tẻ ấy mà bây giờ kinh nghiệm còn quá lon này. Bởi vì nhiều rau quá nên tất cả mọi người đều tập trung vào để ngắt rau các bạn ạ. Rất là nhiều rau luôn, mình chuẩn bị rất là nhiều bởi vì mua 2kg tôm, cũng nhiều tôm nữa để có thể làm được cái thau tôm nhảy khổng lồ đó các bạn ạ. Đấy, tôi tưởng bạn bảo làm tép nhảy. Tép nhảy thì tôi bảo là tôi không mua được tép nhảy và nếu mà mua tép thì toàn tép chết, nó không nhảy được. Tôm hùm lên, anh mình làm thau tôm. Tôm hùm nhảy. Bạn món mới à? Thực sự là không có tép mà tôi đã phải đổi sang tôm rồi. Đây cái món tôm nhảy cũng rất là lạ luôn rồi bạn ạ. Tôm mình lấy tôm hùm cho nó chất. Ok thế để lần sau nhau hôm nay mình sẽ thưởng thức thử cái món tôm nhỡ này nhảy đi, xem nó ra gì không đã. Rồi nếu mà ngon thì lần sau mình làm tôm hùm nhảy nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế nước trộn các bạn ạ. Đây là có nước cốt chanh, vừa nãy anh mình bóp 1 cân chanh mà được rất là ít nước chanh này. Đây anh mình sẽ cho ớt bột vào. Ớt bột cho vừa thôi. Bởi vì kia có ớt gì rồi. Thôi. Ở đây có
ớt anh em mình đã cắt ra rồi. Đúng không? Còn đây là hành khô nướng này. Đấy, mắm này. Cho lưới chai mắm vào xong trộn lên. Đường nữa. Đường. Thôi bạn ơi. Rồi trộn lên đi. Đảo đảo lên bởi vì ở bên trong có đường nên phải cho khuấy khuấy nó lên, khuấy nó lên. Đúng rồi đấy. Nhìn nước này không biết là tí nhưng mình cho vào nó có ngon không nữa các bạn ạ. À. Nào cho tan hết đường đi. Thấy hơi ít nước thì sao nhỉ? Rau anh em mình đã chuẩn bị thái xong rồi, kia tôm anh em mình đã rửa sạch rồi, bây giờ sẽ đổ vào để trộn thôi. Nào tiếp tiếp đổ vào. Ui, nó nhảy nhiều quá các bạn ạ. Đó. Bây giờ Cường đổ cái gọi là cái thau nước trộn này của như mình. Đổ luôn đấy. Ừ, cho vào. Anh em chuẩn bị không nó nhảy mất. Nhảy nó lại. Không nó ra luôn. Đấy bây giờ mấy anh em khiêng lên để xóc nó lên. Đậy nó lại bạn ơi. Đấy, xóc luôn, xóc luôn lên. Một hai. Xong đưa qua đưa lại nữa. Đấy để cho nó đều đều tôm lên. Rồi bạn thử mở ra xem nó ok chưa nào. Còn nhảy không? Thôi bây giờ phải lấy tay để trộn đi. Đây các bạn ạ. Tôm vẫn đang nhảy ở bên dưới này. Rồi. Bây giờ thì trộn xong một lát là như mình sẽ thưởng thức luôn. Tôm đang dậy đinh đạch các bạn ạ. Bây giờ như mình sẽ bắt đầu thưởng thức món gỏi tôm nhảy các bạn ạ. Thì đây, có những chú tôm vẫn còn đang động đậy chân những thứ kìa. Nó còn đang nhảy nữa luôn đấy. Đấy, nhảy. Dậy mạnh quay. Rồi, bây giờ bạn qua thưởng thức thử trước đi. Đây, tôi làm. Ok bạn. Làm thằng có to rồi nhảy khỏe. Ồ, nhảy khỏe phải ăn trước không là nó kiểu chấm một ít nước ở dưới cho nó ngon. Ăn tía cho phi. Mời các bạn nha. Ngon mà. Ngon không? Coi. Bật bia đi. Vẫn còn nhảy các bạn ạ. Bởi vì lấy như mình xóc lên một lúc rồi. Đây, chân vẫn đang động đậy này. Đây, các bạn này. Đang cọ quậy luôn. Đấy. Bơi. À, đây thì hôm nay là Cường thì không thể ăn được tôm này các bạn. Bởi vì dị ứng ấy nên sẽ ngồi ngoài chỉ là ăn lạc và uống bia thôi. Nào các bạn thử đi. Hôm nay mình có món riêng. Nào bạn Lâm thử đi xem nào. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Thử đi. Vào xem cảm giác như thế nào nào. Kể quá. Hả? Cây. Ừ. Bởi vì tôi lấy ra cho cả ớt bột này rồi cho cả ớt ớt tươi nữa. Ớt tươi hôm nay anh em mình cắt này chuẩn quá. Mắc tay luôn. Ủa tôi ăn phải độ 3 quả ớt tươi rồi. À, sao? Hay quá. Bởi vì ở trong này đang cho rất là nhiều ớt luôn các bạn ạ. Mời các bạn ăn nạc nhé. Hôm nay mình phải ăn nạc. Chắc là ớt tô thèm tô quá. Hôm nay em ăn chay đi. Nóng hơn người. Ok hôm nay em phải ăn lần đây. Đầu tiên tôi ăn tôm ăn tất cả luôn, cả vỏ cả đầu luôn. Ngon rồi, tôm này ngon. Món này lạ đấy. Lần đầu tiên thì biết là được ăn ngon. Thế phải chứ. Very good bạn ạ. Em ngửi mùi thơm em đã thèm rồi nhưng mà em không dám thử. Ăn vào thì dị ứng luôn. Các bạn đây mới là chân chất. Ui, vị vẫn nhảy. Tôm vẫn nhảy. Kiểu ăn kiểu này còn ngon hơn ăn tôm bóc vỏ ra ăn gọi ngon để đậm chất là miền Tây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức cái món gỏi tôm nhảy này các bạn ạ. Nhìn anh em ăn xong bảo là khen ngon lắm, mình thì chắc là mình sẽ cho thêm một ít lạc vào để thử xem có khác vị không. Ủa? Ê, anh cho đây. Anh cho em có mỗi túi lạc để em ngồi đây, em xem gió đây, anh em ăn hết cái chỗ này đi. Nhai nó bùi bùi thêm. Ôi mình này giờ thử đi anh ạ. Phải thử luôn đi xem mùi vị nó có khác. Nhìn không nhìn mọi người bảo ăn ngon các bạn thử trước này nhé. Anh ơi em ngồi ngoài em cũng mò men. Ủa có lạc và ăn ngon. Như đến tầm giờ là nó bớt nhảy rồi.
nó ngấm gia vị ở đó. Nó ngấm cay nó sợ vậy. Ngấm cay của anh em mình là nó sợ luôn. Đây các bạn ạ, mình mời tất cả các bạn ăn gỏi tôm nhảy nha. Mắc ngon. Lần đầu tiên em cũng thấy người ta ăn cái kiểu này đấy, ăn kiểu gỏi mà mình cũng không cần chế biến gì, con tôm mà mình cứ thế mình thả ăn luôn được rồi. Nhưng mà hơi cay. Quá cay luôn. Đầu tư bạn. Cho lạc và ăn. Mấy khi anh em mình đã làm cái món này để ăn. Không. Bây giờ ở đây bạn có thấy ai ăn thế này đâu đúng không? Đúng rồi. Hôm nay thì đây. Thật sự các bạn là bây giờ anh em tôi sẽ không dám kẹp ớt nữa. Tôi ăn tầm 4 quả ớt rồi. Mỗi một miếng mà kẹp lửa quả ớt này là ăn rất là nhiều ớt. Bây giờ chỉ còn chấm có một cây cây hết mặt lóng hết người luôn. Bây giờ anh lấy tay anh nhúm một nắm này xong thì anh bó nó chặt lại, anh tỏm luôn nhai. Mình là thằng ăn được cây đấy nhưng mà không ớt thì vẫn không chịu được. Em ăn được, em nhúm một nắm em ăn thử luôn. Ngon lửa không? Tiến thử làm một nắm đi. Mà ăn không, ăn nếu mà ăn không cảm giác cây em nắm nhưng mà em đừng cho ớt. Kém ăn tôm với rau lạc thôi. Chấm phát thì tê luôn. Em nhấm thử lược rồi, lược ngon thật. Công nhận. Em thêm rau thì vẫn ngon hơn. Rau nó mùi thơm. Đây là làm miếng hành khô kẹp vào ngon. Thực sự là mình ăn mấy miếng mà cảm giác rất là cay các bạn ạ. Cay vãi chưởng luôn. Ngon thì muốn ăn được phát hết thau luôn luôn. Mọi người mà xem được clip này của mình thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ cho cái thau gỏi tôm nhảy của anh em mình các bạn nha. Tôm nhảy. Quá cay quá. Mới nói em nghe thấy nạ, ăn tôm sống luôn. Nạ bình thường em. Ngon vậy, cay quá. Đây đã. Ngon. Ăn mạnh em. Thực sự là mọi người nếu mà có làm theo như mình ấy, thì không nên cho quá nhiều ớt. Mình nghĩ là chỉ cần cho ớt tươi là đủ rồi, không nên cho ớt bột nữa bởi vì quá là cay luôn. Bạn Lâm cảm thấy nào bạn? Ăn món này bạn thấy nào? Các bạn nhìn mặt tôi. Ăn toát mồ hôi luôn, quá cay. Thật là ăn gỏi tôm sống này. Bạn có sợ về bị táo tháo đuổi không? Tôi không sợ, tôi quen ăn gỏi. Ăn ngon. Lạ đúng không? Lạ. Tôm rất rất rất, rất ngọt luôn. Đâu tôi chào. Ăn món tôm nhảy ăn rất là ngon và cay. Trời, cho thêm cả rau rau thơm và rau bạc hà này. Mấy cả rau tía tô, mấy cả rau răm. Cho lên mấy cả nước rất nhiều vị khác nhau. Ăn rất là ngon luôn. Có thể vài hơi cay thôi. Hơi cay tí. Hơi cay một tí. Đó. Thế nào? Tiến chắc đang phê lắm mà anh nhìn cái mặt của Tiến. Các bạn thấy môi mình đỏ. Phê tôm. Vừa sưng cay. Hôm nay ăn món này thì rất là ngon vì với cả cay nữa vì ớt thái ra phải nhiều, nó sưng hết môi, đỏ hết môi. Thế mai cho ăn tiếp có ăn nữa không? Có chứ anh, ăn này ngon phê. bốc củ miếng to vào. Bốc miếng to vào. Vâng qua tôi thì thực sự là ăn gỏi tôm rất là nhiều rồi nhưng mà người ta toàn bóc vỏ ra ngâm vào chanh ấy, nhưng mà chưa bao giờ tôi được ăn kiểu như này, ăn cả con lạ rất là nhiều rau kẹp với ớt như này, ăn là phê ngon thật, đúng là đặc sản miền Tây hả bạn? Tôi không biết, tôi nghe bảo Tây Bắc hay đâu rồi. Đây là ngon phê, lần đầu tiên được ăn này luôn, ngon. Ở đây em làm gì đã thấy có cái nhà hàng hay là cái địa điểm nào làm cái món này đâu, cũng là lần đầu tiên em thấy luôn đấy. Ok các bạn ạ, vậy là anh em đã cho các bạn biết cảm giác sau khi mà thưởng thức cái món gỏi tôm nhảy, chứ không phải là gỏi tép nhảy các bạn nha, gọi là gỏi tôm nhảy. Thực ra cho quá nhiều ớt nên là mình có một lời khuyên cho các bạn là không nên cho quá nhiều ớt đi anh em mình. Thực ra ăn thì ngon nhưng mà cay quá, phải xịt soạt liên tục và gọi là mồ hôi anh em mình toát hết cả ra. Mặc dù anh em toàn mặc áo thu đông đây nhưng mà vẫn toát hết cả mồ hôi, là các bạn biết là nó cay như nào đấy. Bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây, mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.